Ơi, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Đà Lạt và chỗ mình đang đứng ở đây á, là Hồ Xuân Hương. Và hôm nay thì cái video này mình sẽ cập nhật một số thông tin của ngày thứ ba cũng như là ngày đầu tuần, thì cập nhật thời tiết nơi này cũng như là khách du lịch và những cái cảnh quan nơi đây, chia sẻ đến quý vị và các bạn cùng xem nha. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem đây á, là trước cái siêu thị và cũng là một cái biểu tượng cho thành phố Đà Lạt, đó là một cái bông atiso đó các bạn. Vào ngày đầu tuần thì cái lượng khách nơi đây thì mình thấy cũng vẫn đông đó, có xe du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp nè cũng có nè. Đây là bên cái mé Hồ Xuân Hương và cái nơi mà đậu xe của khách du lịch từ các tỉnh lên đó, bờ Hồ Xuân Hương. Nhìn lên cái đường thì cái lượng khách bây giờ hôm nay đầu tuần mà mình thấy rất là đông luôn. Rồi bản số 63 nè, bản số 51 nè, bản số 66 nè, cũng đông nha các bạn. Ngày đầu tuần thứ ba mà như vậy là rất là đông nha. Còn đây là cái cảnh của Hồ Xuân Hương, mặt hồ bờ Hồ Xuân Hương đó các bạn. Buổi sáng hôm nay thì nắng rất là tốt luôn, thì cái mặt hồ Xuân Hương thì rất là đẹp luôn, nắng vàng. Thời tiết ở cái mùa này ở Đà Lạt thì cũng là vào cái mùa mưa rồi, nhưng hôm nay thì nó có một cái buổi sáng nắng tốt. Những cái buổi sáng của những hôm trước thì nó không có được có nắng. 5 ngày trước thì nơi này đã có mưa nha các bạn. Mình có đi qua bên cái đỉnh Lang Biang thì bên đó mưa rất là lớn luôn. Còn riêng ở Hồ Xuân Hương này thì mưa cũng vừa thôi, nhưng mà đây cũng là vào mùa mưa rồi. Cái thời tiết thì từ tháng 3 này qua tháng 4 này thì bắt đầu là mùa mưa của Đà Lạt rồi. Qua tới mùa hè đó thì quý vị và các bạn nào đi lên đây thì cũng hên xui, có nhiều khi cũng mắc mưa. Cái lượng khách thì xe bây giờ càng lên nữa đó, đang lên nữa đó các bạn. Nó những cái đoàn khách bây giờ bắt đầu là tụa ra, giờ này là cũng 7:30 sáng rồi, cho nên là người ta thức dậy, người ta cũng tranh thủ để mà đi chơi cũng như là khám phá của một cái cảnh quan của thành phố Đà Lạt rất là đẹp nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì mời quý vị và các bạn đi với tôi được đi một vòng của cái bờ hồ Xuân Hương này nhé, ngắm những cái cảnh cũng như là khách du lịch nơi này nó xem như thế nào ha, rồi mình vòng qua chợ Đà Lạt nha các bạn nha. Trước mặt của quý vị và các bạn đó là nhà hàng Thị Tạ đó. Cảnh quan nơi này thì rất là tuyệt vời rồi. Buổi sáng hôm nay thì nắng đẹp nữa, cho nên là thuận lợi cho tất cả những người bắt đầu ngày hôm nay là đi du lịch, rất là hên luôn. Và trước mặt của quý vị đó là cái nhà hàng và khách sạn luôn, Đà Lạt Tết Trend Hotel. Rồi bây giờ từ cái Đà Lạt này chúng ta vòng qua bên chợ Đà Lạt xem bên đó ra những cái cảnh quan ra sao nha các bạn nha. Ở đây thì cái con đường này chúng ta đi thẳng luôn, thì mình tới một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ quẹo qua bên cái chợ Đà Lạt nha các bạn. Mình quay cái cảnh sơ đây cho các bạn xem rất là tuyệt vời luôn. Đó, bên đó là cái quán cà phê Thanh Thủy đó các bạn. Thì bên đây quý vị và các bạn thấy là cái đường để chúng ta vào chợ Đà Lạt đây nè. Ở hiện tại bây giờ thì khách du lịch cũng vẫn có, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cái chợ Đà Lạt, mình quay sơ bên trong đó như thế nào. Vào bên trong chợ Đà Lạt thì có cây phượng tím rất là đẹp, còn hiện tại bây giờ thì mình thấy cái đường vào nơi đây thì vào lúc khoảng 7 giờ mấy 8 giờ sáng đây thì nó cũng bình thường thôi. Những cái quán này thì vào ban đêm thì nơi này rất là rộn ràng, buôn bán tấp nập luôn. Còn buổi sáng thì mình thấy là không có bán cái gì hết nha các bạn. Chúng ta xích vào cái vùng bên của chợ Đà Lạt xem sao nhé. Bên trái của chúng ta thì có một cái hàng bông rất là đẹp luôn, thì chúng ta đi xích vào bên trong một chút xíu nữa thôi. Đó là chợ Đà Lạt đó. Thì hiện tại bây giờ buổi sáng thì cũng có ít người để đi vào chợ Đà Lạt thôi. Người ta đa số là người ta qua những cái trung tâm, những cái cảnh quan đẹp để người ta chụp hình thôi, hiện hữu những cái cảnh quan của mặt trước của chợ Đà Lạt nha các bạn. Bây giờ thì cũng ít người thôi. Chợ Đà Lạt chúng ta nhìn ra đó, những cái cảnh quan mà mình vừa quay xong cho các bạn xem thì nó cũng thấy cũng bình thường thôi.
Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài cái bờ hồ Xuân Hương, đi cái vòng tiếp theo để xem những cái cảnh vật bên ngoài đó và cũng như là những cái khách du lịch ngoài đó, để cho quý vị và các bạn cập nhật nha. Rồi nơi này thì quý vị và các bạn thấy là một cái góc rất là quen thuộc đối với những người đã từng đến Đà Lạt nha. Ở trong chợ chúng ta vừa ra đây thì chúng ta thấy một cái góc này đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp lên trên nữa nha các bạn nha. Cặp theo cái bờ hồ thì có quán cà phê quanh đây. À, các bạn thấy từ bên đây chúng ta sẽ đi xuống cái con đường nơi này. Đây là một cái quán cà phê Thanh Thủy nằm trên hồ Xuân Hương, hay chúng ta còn gọi đó là cái quán cà phê tím đó các bạn, bởi vì sơn một cái màu tím rất là đẹp luôn. Mà có những cái con chim nghe cho tất cả mọi người muốn trải nghiệm ở dưới mặt hồ này thì lên mua một cái vé cho những khách du lịch nào mà đi du lịch ngày hôm nay nha các bạn. Bờ hồ Xuân Hương này có những cái ngôi nhà để mà dựng lên, nó cũng là một cái loại để mà trang trí cái mặt hồ để cho đẹp tuyệt vời nha. Có cái tên đó là Đà Lạt Lan Anh. Cái cây phượng tím này thì hôm nay mình không có thấy chỗ hoa, nhưng mà cái góc nhìn này rất là đẹp luôn. Các bạn trẻ nào mà chụp hình thì lên cái góc này chụp rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp tục lên khúc trên xem có những cái gì để mình cập nhật nha. Rồi cái khúc này thì chúng ta sắp tới được một cái vườn hoa Đà Lạt nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì tôi thấy ở cặp bờ hồ Xuân Hương có một cái triển lãm là kỷ niệm 130 năm Đà Lạt 1893-2023. Đây là Thiên đường Tây Nguyên, triển lãm của nhà sưu tập văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm. Rồi ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với tôi vào bên trong xem những cái cảnh quan cũng như văn hóa của người dân tộc Tây Nguyên này nha các bạn. Rồi bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với mình đi vào cái khu vực của cái nhà rông này. Nơi này thì nó cặp với bờ hồ Xuân Hương. Và hiện tại thì nơi này thì mình thấy rất là nhiều cái vật dụng của cái người dân tộc mà người ta đã sử dụng trên cái vùng cao nguyên. Cái này là trang trí. Rồi cái này thì những cái lọ, bình gì đó các bạn, không những cái chum nè, thấy này rất rất là đẹp luôn, đó, tạo cảnh hoa nè, rồi lưu, rồi chum, rồi cái gì tầm lâm đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tiếp cho trên khúc trên kia xem sao nha các bạn nha. Rồi đây là toàn cảnh của cái khu vực nhà rông. Cái dịp 30 tháng 4 này thì chúng ta sẽ được ra đây chiêm ngưỡng những cái hình ảnh này nha các bạn nha. Ở đây thì mình hiện tại mình thấy tạo một cái đống lửa để biểu tượng cho cái vùng Tây Nguyên của dân tộc này nha các bạn.
Cái khu vực này thì mình thấy những cái hình bằng gỗ, đây là những cái chiếc đàn đá mà của dân tộc người ta tạo lên để mà người ta chơi đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi lên trên kia chút xíu nữa nha các bạn. Đây rất là nhiều cái hình tượng mà chúng ta sẽ không có hiểu được. Đây có thấy cắt một cái nhà, rồi xung quanh đây có rất là nhiều cái biểu tượng luôn, hình tượng rất là độc đáo luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã lên được cái đầu ở trên đây rồi. Rồi đây là một cái cảnh tổng quan của cái khu vực mà nhà rông nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem hết rồi nha. Xin chào quý vị và các bạn, và cái chương trình bữa nay mình dạo quanh một cái bờ hồ Xuân Hương cũng như cập nhật những cái thông tin du lịch tại cái trung tâm thành phố Đà Lạt đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn quý vị và các bạn lại một cái video sau ở một cái nơi khác nha. Còn bây giờ nói lời tạm biệt quý vị và các bạn.